Cái này là cái chợ gần nhà Khánh Nguyễn ha, Farmer Market. Mời anh chị và các bạn đi vô trong chợ xem giá cả chợ ở Mỹ nó như thế nào, so sánh coi nếu một ngày mà hai chồng hai đứa con đi chợ thì tính theo giá Việt Nam là bao nhiêu tiền á. Mời anh chị và các bạn đi vô trong ha. Đây là cái khu bán trái cây nha các bạn. Táo, lê, dừa, bơ, bưởi, cam, thơm nữa nè, 3 đồng 99 một trái. Bên Mỹ chuối rẻ lắm các bạn, không đồng mấy một thao, 99 sen một thao, đồng 59 thao, 77-79 sen thao. Cái này là cái hồng, hồng giòn, 1 đồng 99 một thao, hồng giòn nha các bạn, sầu riêng nha các bạn. Trái nữa, măng gà nữa các bạn, 5 đồng 99 một lọ. Đây, 5 đồng 99 một con. Đây các bạn, sườn non làm sẵn, gà, bạn nước mắm đủ loại các bạn, một chai nước mắm Việt Hương 9 đồng 99 đủ loại. 3 đồng 29. Đây cũng là nước mắm nè, 3 đồng 29. Đậu phía nào, nước tư, mắm nước tư. Đây là tương ớt kinh su 4 đồng 29. Tường ăn phở 3 đồng 99. Xì dầu, xì dầu, dầu đủ loại, xì dầu, xì dầu, xì dầu, xì dầu. Đó, Việt Nam có mơ cũng không thấy. Thấy đây có điện không? Casino ở Mỹ là ai muốn vô là vô nha. Đủ tuổi là vô thôi, không có đóng tiền, đóng bạc gì nữa. Đẹp, tối này sáng quá trời, nhìn thấy dàn dàn xe quá đã. Cái bờ có thêm cái nữa, nó xù đèn sáng rực. À,